Vâng, và cũng để tiếp theo thì xin mời tiếng đờn guitar cổ của anh nhạc sĩ Phạm Dũng. Và xin mời tiếng hát của nam nghệ sĩ Châu Quách Cường. Dạ, lần đầu tiên cho phép Châu Quách Cường xin gửi lời chào đến đặc biệt là siêu mẫu, cùng tất cả quý bà con cô bác anh chị em có mặt trong buổi ngày giỗ đầu của thầy phụ Danh Cầm Giang Hải. Một lần nữa Châu Quách Cường xin kính chúc cho toàn thể vì có buổi trưa thật là ngon miệng, thật là tràn đầy hạnh phúc. Và bây giờ Châu Quách Cường xin gửi đến toàn thể ba câu vọng cổ của sáng tác Lam Phương, được mang tên Nửa Đêm Ngoài Phố. Thank you.
Cảm ơn tiếng hát của nam nghệ sĩ Châu Quách Cường, cảm ơn tiếng đàn guitar của nam nghệ sĩ Phạm Dũng như này anh Mười, anh Duy Khôi.